Ca sĩ Đan Trường thông báo tin tăng sự, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ thông tin tăng sự khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả xót xa. Theo đó, ca sĩ Đan Trường đăng tải khoảnh khắc bên người cô kèm theo dòng trạng thái vĩnh biệt, cô Xuân ra đi thanh thản nhé. Con và ba mẹ về không kịp, con xin lỗi cô. Trước thắc mắc từ đông đảo khán giả, ca sĩ Đan Trường chia sẻ thêm, mọi người hỏi cô xuân là ai cô xuân là chị ruột của ba mình nhé đáng ra mình phải kêu bằng bác xuân nhưng từ nhỏ các cháu ai cũng kêu là cô xuân nên quen rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm ngay sau khi đăng tải bài viết của ca sĩ đan trường đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng nhiều nghệ sĩ việt cũng gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ đan trường trước sự ra đi của người thân ca sĩ đàm vĩnh hưng viết chia buồn cùng em và gia đình nhé bao ơi ca sĩ trung quang viết em xin chia buồn cùng anh và gia đình nhạ ca sĩ Khánh Bình viết, chia buồn cùng gia đình anh. Vợ cũ đàn trường doanh nhân Thủy Tiên viết, cầu mong cho cô sẽ trở về cõi vĩnh hằng cô ăn nghỉ nhé. Cách đây chưa lâu, ca sĩ đàn trường đã thông báo tình trạng sức khỏe đang lo ngại khiến netizen xôn xao. Cụ thể, ca sĩ đàn trường cho biết bản thân có những dấu hiệu tuổi tác, đồng thời đôi mắt cũng dần nhiều hơn so với trước kia, nên anh hạn chế xem điện thoại. Dù gặp trắc trở về sức khỏe, tuy nhiên ca sĩ Đan Trường vẫn thường xuyên chạy sâu trong nước và nước ngoài, dành tặng các sản phẩm âm nhạc cho fan. Bên cạnh đó, Đan Trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các mảnh đời gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Đan Trường từng có 8 năm hạnh phúc với cậu con trai Kháo Kinh. Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tuy nhiên, cách cặp đôi gìn giữ mối quan hệ thân thiết để cùng nhau nuôi dạy con trai vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Dù biết không phải là nơi có nhiều cuộc tình dài lâu, nhiều ngôi sao chia tay bởi lý do không hợp, song đan trường lại là trường hợp đặc biệt. Nam ca sĩ ly hôn doanh nhân thủy tiền bởi khoảng cách địa lý. Theo đó, giọng ca lấy vợ miệt vườn không thể bỏ khán giả ở Việt Nam, còn bà xã doanh nhân của anh chàng cũng không có cách nào gác lại sự nghiệp ở Mỹ. Mới đây, chia sẻ trong một bài phỏng vấn cùng Vietnamnet về cách ứng xử với đối phương sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đan Trường thừa nhận bản thân và vợ cũ đã quá hiểu nhau, song vì không thống nhất trong việc sắp xếp thời gian nên mới dẫn đến chia tay. Bên cạnh đó, cách cặp đôi quan tâm nhau dù đã không còn mối quan hệ vợ chồng, một phần là bởi trách nhiệm với con trai. Thủy Tiên thỉnh thoảng vẫn ở khách sạn hay sang nhà Đan Trường chơi, và Đan Trường qua Mỹ thì cũng ở khách sạn hoặc ở nhà Thủy Tiên. Chúng tôi vẫn gọi nhau và vẫn tình cảm thân mật, vẫn chăm sóc cho nhau chỉ là không còn là vợ chồng nữa thôi. Nam ca sĩ chia sẻ với Vietnamnet. Đàn Trường cho biết, đàn Trường cho biết khi qua Mỹ vẫn thường dành thời gian ở nhà vợ cũ. Bên cạnh đó, đàn Trường cũng dành thời gian chia sẻ về cách con trai đối mặt với cuộc hôn nhân đồ vỡ của bố mẹ. Nam ca sĩ cho biết, đối với mối quan hệ hiện tại của cặp đôi, bé Thiên Tứ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi dù sao anh và vợ cũ vẫn thân thiết như đôi bạn tri kỷ. Mỗi lần tôi qua San Jose Tôi đều dành thời gian cho con và gặp con. Hai vợ chồng dẫn con đi chơi giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dù mới năm tuổi nhưng con trai đàn trường đã bộc lộ tài năng nghệ thuật từ sớm. Nam ca sĩ chia sẻ, cậu bé bắt chước rất nhanh, chỉ cần đưa ra một bài hát là thiên từ sẽ nhảy và hát theo ngay lập tức. Tuy nhiên, gia đình đàn trường không muốn cho con trai nối góp nghiệp bố bởi nghề ca hát rất mệt mỏi. Sau khi đi hôn, chuyện cặp đôi đã lên hàng đầu đó là cách dạy con. Dù cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng hầu như ngày nào đan trường cũng dành thời gian để nói chuyện với con trai. Đan trường có dịp sang San Jose và về nhà thì cùng Thủy Tiên dẫn con đi. Khi chăm con, tôi nghiêm khắc hơn Thủy Tiên, còn cô ấy rất thương con. Chúng tôi thỏa thuận phải có người cứng, người mềm để lo cho con, Nam ca sĩ tâm sự cùng Việt Nam Net. Từng gặp nhiều phản đối và ý kiến trái chiều vì lấy vợ đại gia. Xong, cuộc sống hôn nhân của đan trường vẫn niềm đêm suốt 8 năm. Hiện tại dù đã ly hôn nhưng cách cặp đôi giữ mối quan hệ thân thiết và cùng nhau dạy con vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ